Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát, cuộc sống của người dân tại nhiều nơi trên thế giới đang dần trở lại quỹ đạo. Thế nhưng mới đây, một đợt bùng phát dịch bệnh do virus MERS xảy ra tại... Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Nền xích đạo đang khiến giới chuyên gia lo lắng về nguy cơ dịch chồng dịch. MERS là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus MERS gây ra. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 88%. Ổ chứa tự nhiên là loài rơi ăn quả. Guinea xích đạo đã xác nhận đợt bùng phát virus MERS đầu tiên gây ra ít nhất 9 ca tử vong tại quốc gia Tây Phi này. Giới chức khu vực cho biết họ chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này trước đây. Virus MERS cùng họ với Ebola, cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ gây tử vong cao. MERS là loại virus gây xuất huyết nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong do nhiễm virus MERS dao động từ 50% đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và cách kiểm soát bệnh. Quan trọng hơn nữa, MERS có khả năng lây nhiễm cao tương tự với virus Ebola. Khi người dân di chuyển đi lại, nó có thể bùng phát trở thành khủng hoảng y tế cộng đồng. Các tổ chức quốc tế đã nhanh chóng có những hỗ trợ y tế chuyển đến khu vực Guinea xích đạo. Giới chức địa phương cũng đã triển khai các biện pháp phòng dịch. Hàng ngàn người tại đây đã phải tự cách ly trong nhà. Đại dịch COVID-19 dần đi vào kiểm soát, nhưng chưa hẳn đã kết thúc. Sự xuất hiện của MERS gióng lên hồi chuông về nguy cơ xuất hiện dịch chồng dịch. Các quốc gia cần có biện pháp phòng tránh trước. Điều này giống như câu chuyện của một ngôi nhà đang cháy và bạn cần dập nó ngay trước khi đám cháy lan sang nhà khác. Căn bệnh này có thể bùng phát ở những nơi khác trên hành tinh khi mà các hạn chế đi lại đã được gỡ bỏ. Cùng nhìn lại thì MERS, Ebola, SARS-CoV-2 hay HIV/AIDS, sốt xuất huyết đều xuất phát từ động vật hoang dã. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật, chủ yếu là từ động vật hoang dã. Tuy nhiên, bệnh truyền nhiễm từ động vật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm mới nổi, chưa nhận được sự quan tâm tương xứng trước những rủi ro mà nó mang lại. Chỉ tới khi SARS-CoV-2 xuất hiện và bùng phát thành đại dịch toàn cầu khiến hầu hết các quốc gia chao đảo, con người mới lật lại những cảnh báo nghiêm trọng về bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật. Bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật có thể sẽ ngày càng trở nên phổ biến và biến đổi khôn lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của nếu không được phòng chống kịp thời. Trong số các yếu tố thúc đẩy sự bùng phát và lây lan dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật, sự tương tác giữa con người với vật nuôi và với động vật hoang dã được nhận định là một trong những nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất. Trong đó phải kể đến các hoạt động như tiêu thụ thịt động vật hoang dã, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các loài không hoặc chưa được thuần hóa sang con người càng gia tăng do tỷ lệ tiếp xúc cao hơn. Ngày nay, động vật hoang dã thường bị buôn bán làm thực phẩm, thuốc đông y hoặc thú cưng. Trong đó, mỗi mắt xích của chuỗi cung ứng đều tiềm ẩn rủi ro lây truyền dịch bệnh từ động vật sang người. Hầu hết các loại động vật hoang dã, bao gồm cả cá thể còn sống và đã chết, đều được thu gom, nuôi nhốt, bày bán, giết mổ tại các khu chợ tươi sống trong điều kiện chật hẹp, thiếu vệ sinh, nên dễ tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, lây lan rộng.